Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm trước thì giới thiệu cho các bạn một cái bộ đầu lái càng chữ A dùng vô lăng, thì hôm nay sẽ sử dụng cho các bạn một bộ đầu lái dành cho các bạn lái bằng tay lái ghi đông, chế xe máy thành xe ba bánh, nói chung là chế xe hai bánh thành xe ba bánh. Cái này là bộ đầu trước. Bộ này thì có chiều ngang là 70, rất là phù hợp để làm xe. 70 thì lắp bánh nó ra khoảng 77, lắp chắn bùn thì nó lên khoảng 80, nói chung là rất là vừa cái khổ xe máy. Thì ở đây giảm xóc thì tải trọng khoảng 200 kg thì rất là bình thường thôi, tải trọng này là chịu được. Đây là toàn bộ chi tiết lắp đặt của nó đây. Đây là cái chỗ để bắt đĩa phanh này, đây là đĩa phanh của nó này. Đĩa phanh có đường kính là 130 nhé, tại vì cái này nó đặc thù là nắp đĩa nhỏ thôi. Đây là phần tai này, tai để lắp cái củ phanh. Đây là củ phanh đây. Các bạn lưu ý thì khi lắp củ phanh ấy thì cái con ốc xả này nó phải ở phía bên trên nhé, lắp ở dưới nó sẽ rất khó để căn chỉnh dầu xả. Ở đây người ta đã ép rồi nhưng mà nhiều khi nó không căng thì các bạn vẫn phải làm lại, nhưng nếu như ốc xả ở dưới nó sẽ rất khó căng chỉnh. Chữ A này, khung này, khung làm sẵn luôn này, các bạn về nhà chỉ hàn kết lối thôi. Nên là quay bên hông chiều ngang này. Đấy. Thì các cái rằng lái này. Đây. Đây là phần kẹp ghi đông nhé. Đấy, kẹp ghi đông ở đây. Ghi đông thì mình bán sẵn luôn. Đây là phần giằng lái của nó đây. Giằng lái qua hai bên. Cái này nó đồng bộ hết rồi cho nên các bạn về căn chỉnh và lắp đặt nó rất là dễ. Thì cũng xin lưu ý cho các bạn là nào có ý định chế xe càng chữ A ấy, mà muốn ít bị sai số ấy, thì các bạn phải lưu ý là cái giằng lái này người ta phải làm song song với là cái chữ A như thế này, nhìn thẳng về phía trước này, thì khi các bạn nhún lên nhún xuống nó sẽ không bị chụm vào hay là toe cái bánh xe ra. Người ta trên kỹ thuật gọi là góc chụm, góc toe gì đấy, trong đại loại là trong làm xe người ta kỹ thuật ô tô, thì mình cũng chỉ nói cho các bạn hiểu sơ sơ vậy thôi. Nếu như các bạn làm nó không song song ấy, khi nó nhún xuống ấy, thì cái bánh nó sẽ bị quặp vào hoặc bánh nó sẽ bị mở ra, nó rất là nhanh mòn lốp mà đi nó lảng lái, lái nó không chuẩn. Thì cái bộ này người ta làm sẵn là lái rất là chuẩn rồi. Đấy, chữ A trên thì ngắn hơn chữ A dưới, nó có mục đích của người ta đấy, nhiều các bạn không biết đâu, nhưng mà nó có mục đích tại sao lại chữ A trên lại ngắn hơn chữ A dưới. Thì cái đấy nó để triệt tiêu cái sai số hình học khi có độ nhún lên nhún xuống. Bình thường chữ A nó không thẳng mà nó có một cái góc V như thế này. Đấy, thì cái này là về kỹ thuật người ta làm nó chuẩn. Còn các bạn làm hai chữ A bằng nhau ấy, thì đấy chỉ là dễ làm, dễ căn chỉnh thôi chứ nó không đúng về mặt kỹ thuật. Khi các bạn nhún xuống ấy, thì cái khoảng cách giữa hai bánh nó sẽ bị xa ra, hoặc là khi các bạn thu vào thì khoảng cách hai bánh nó sẽ bị hẹp lại. Như thế là vô hình chung bánh xe nó sẽ bị mòn ngang và đi nó không bám đường. Đấy. Còn cái này thì nó khác. Cái này khi các bạn nhún lên hay là nhún xuống thì khoảng cách tiếp xúc giữa hai bánh trên mặt đường là không thay đổi. Cái này các bạn cứ liên hệ nghiên cứu thêm. Đấy, đây là toàn bộ của nó như vậy. Mình đã chi tiết cho các bạn xem như vậy rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.